Làm thế nào để chúng ta có thể tự động ngắt đoạn văn bản trong một file Excel trên này? Ở đây là chúng ta sẽ thấy là đoạn văn bản này sẽ nằm trong cái ô này. Khi mà tôi dạng quá click như thế này, các bạn sẽ thấy là trong một cái ô này, đúng không ạ? Bây giờ tôi muốn thể hiện rằng là muốn đến cái cột D này, nó sẽ xuống dòng và nó sẽ thể hiện ở phía dưới này, thì chúng ta làm như nào? Đơn giản thôi, đừng bạn chỉ biết thì em đi vào color tôi nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ quét cái đến cái vùng mà chúng ta muốn nó thể hiện thôi, và độ dài của nó thôi, độ dài của văn bản ấy. Sau đó là các bạn chọn vào home, các bạn nhìn sang bên phải, các bạn chọn vào fill và các bạn chọn cho tôi đó là rớt đi fill. Đó, bạn khi nó hỏi như này thì bạn ấn dạ ok. Đó, các bạn sẽ thấy chưa? Và độ dài của văn bản đó nó chỉ thể hiện đến cái cột D này thôi. Đó, các bạn nó sẽ chia cho chúng ta luôn. Và cái này nó sẽ ứng dụng trong trường hợp nào? Trong trường hợp đó là chúng ta có một đoạn văn bản rất là dài và chúng ta muốn in trong cái thể hiện trong một khổ giấy thôi. Vì khi mà chúng ta in ấy, nó sẽ tràn ra rất nhiều khổ giấy, thì chúng ta sẽ ứng dụng cái này thì nó sẽ giúp các bạn là tách dòng cho trong một khổ giấy. Nếu bạn thấy hay thì ấn new và follow tôi nhé.